Rồi, chào toàn thể anh em cộng đồng mạng nha. Mình lại tiếp tục hoàn thiện cái đầu DVD cho bác khách. Lên full thùng hai loa hai bên đầy đủ luôn cho bác khách. Rồi tiện thể nghỉ ngơi làm giới thiệu cho anh em cái clip cái con Volkswagen V5. Vẫn là đẳng cấp của V5 Pro anh em nhé. Đây ạ. Dòng này hiện giờ là đỉnh nhất bây giờ và mình vừa làm thêm cho anh em theo yêu cầu, đó là chức năng đánh kênh A, kênh B hoặc là đánh cả kênh AB. Có nghĩa là gì? Tức là lúc thì bác muốn nghe cặp loa A. Đấy. Lúc bác muốn nghe cặp loa B ở dưới. Đấy. Hoặc là có thể bác nghe cả hai cặp, đó là cặp AB. Đấy. Cái chức năng này nó mới là hay. Như một âm ly chuyên dụng luôn. Đấy, kênh A, kênh B hoặc kênh AB. Và thêm chức năng hẹn giờ ban đêm đi ngủ. Đấy, ban đêm đi ngủ anh em cũng có thể nghe và tự nó tắt cho anh em. Đấy, hẹn giờ rất hay. Mắt thì đọc trâu bò ẩn phát đọc ngay. Đấy. Đọc cực hay. Thẻ nhớ này, điện thoại, TV, máy tính cắm vào này, USB này, Bluetooth không dây này, CD, FM các thể loại. Đấy. Đấy. Nghe cái nhà. Nghe kênh B luôn. Đấy. Chơi một lúc bốn loa như thế này mà vẫn chơi tốt thì anh em biết rồi đấy. Đấy. Nghe kênh A, kênh B hoặc kênh AB đều được. Mình đã đấu nối phía bên trong này theo nguyên tắc khoa học để đạt được cái yêu cầu đấy. Và ta chỉ cần chỉnh bằng bàn phím ở trên này là ta có thể nghe được kênh A, kênh B theo yêu cầu. Đấy. Rồi. Chỉ nghe kênh A nhá. Đấy. Rồi, xin cảm ơn anh em nhá.